Chương trình Tiếng Tự Đồng xin được trở lại với quý khán thính giả. Chị à, cái nguyên do nào, một cái duyên nào mà chị lại không có, không còn diễn những cái giai đoạn mùi mà tự nhiên chị chuyển sang qua hài là lúc nào? Là tại vì chị có một suy nghĩ như vậy. Chị nghĩ là nếu đã là diễn viên thì phải hát đủ các vai hết thì mới gọi là kêu là rộng xài. Đi gánh nào cũng được hết á. Giờ chỗ đó người ta cần đào mũ thì mình hát mũ. Rồi cần hai hay tôi làm hai. Đúng quá. Rồi muốn ai muốn gì tôi chịu nấy à. Đó, thành thử ra là chị qua hài mà lần đầu tiên chị hát đó là cái tuồng Qua Một Lan đó. Mà bây giờ nhiều người gặp chị Qua Một Lan hay là Con Gái Qua Một Lan? Con Gái Qua Một Lan. Con Gái Qua Một Lan, lúc đó là Bùi Ái Hoa. Chú Giang Trung là Bùi Ái Hoa đó. Rồi cái nhớ cái ổng, mấy người gặp tôi có nói chân cắn sưng dù đi không nổi cha cha cha. Lúc đó là chị đóng vai gì ở trong đó? Đóng vai con đi theo Qua Một Lan. Rồi nhưng mà cái đó thì em nhớ hình như có còn cái vở hình như Ghép Bắn Ba hay là Tù Xã Hội nào của chú Nguyễn Phương á, là của ai đó, chị cũng đóng vai đào lẳng. Chị thì nhiều khi lẳng với độc đó, dài lẳng. Chị cũng làm nhiều lắm. Mà cái vai nào làm cho chị thích thú, chị cảm thấy là khi diễn sân khấu về bên Xã Hội hay là Hương Sa mà chị cảm thấy chị rất là thích thú với cái vai trò đó? Hình như là vai nào với chị cũng là tuyệt vời hết. Vậy hả? Chị, bởi vì chị vai nào chị cũng chị có đầu sống tư với cái vai đó. Sống với vai đó. Thành thử ra vai nào chị cũng có thể hát được và không hay chị cũng hát thành hay nữa. Phải là vậy mới được. Nhưng mà Tâm phải công nhận là chị Nga mà hồi nãy chị dùng cái tiếng ở trong giới cải lương của mình là rộng xài. Rộng xài. Đúng, đúng, đúng như vậy. Mình cũng gọi là đa dạng. Rồi chị, dạ, chị có một thời gian chị đi tự nhiên chị suy nghĩ gì đó, giờ mình phải qua kịch. Dạ. Mình phải học. Mà thật sự khi mà chị qua kịch rồi chị cũng học hỏi mấy em nó nhiều lắm. Dạ. Mình mới thấy rằng cải lương nó cũng có những cái nó sơ hở dữ lắm. Dạ. Thành nên đó, mấy em nói mình đi học mà. Dạ. Cái nghề này là học hoài. Dạ, mà đúng rồi. Cho nên là chị hát được 10 năm kịch của kịch Sài Gòn đó. 10 năm kịch Sài Gòn đó thì là chị mới nghỉ. Và bây giờ tức thì là đi tấu hài đó hả chị, là không sao? Kịch kịch chết tôi kịch dài kịch luôn hả? Ồ, kịch dài chết chơi kịch hài có. Ồ vậy hả? 10 năm trời mà chị hát cái Mẹ Yêu đó, là nguyên cái Mẹ Yêu đó chị cũng nói làm như tới lúc mình qua người ta khán giả thương với lại làm như tổ nhập vậy. Tôi hát mà hồi đầu tiên đó là hát tính hát chừng 10 ngày thôi. Mà hát luôn liên tục luôn là em biết bao nhiêu ngày không? Mấy tháng trời mà mấy năm trời luôn mà. Cũng một kịch bản đó. Cũng một kịch bản vậy đó. À? Mà vẫn đồng. Mẹ Yêu hả? Là dạ, yeah, chỉ đóng vai người mẹ. Dạ. Mà người mẹ hiền hay là người mẹ dữ? Người mẹ hiền. À hiền. Hiền mà bị con nó sai khiến nó chính nãy chứ nó nhưng mà cái tuồng nó hay lắm. Vậy hả? Chắc lấy nước mắt rất nhiều của khán giả. Không, nước mắt là một chuyện mà cười xong rồi vừa cười đó chưa có kịp kéo miệng lại là nước mắt rớt xuống liền. Vậy hả? Đọc chiêu vậy đó. Đọc tình chiều. Tiết của Sông Giả viết. Dạ đúng rồi, nhưng mà diễn viên khéo nữa. Đúng. Dạ diễn viên là đương khóc vậy đó. Đương khóc, nước mắt chảy rồi cái tự nhiên cười ha hả lên vậy đó. Dạ em hỏi chị nè, trong cái dĩ nhiên là cả một cái thời gian quá dài khi mà chị diễn ở trên sân khấu, chị đi các nơi ở khắp đất nước như thế, thì những lần diễn đó thì chị thích diễn chung với một người nào mà chị cảm thấy hợp, hoặc là chị có những cái kỷ niệm vui gì, những cái kỷ niệm mà nhất là trên sân khấu tụi mình hay có những cái lúc mà mình bị gọi là chị có thể em thích nghe những cái đó lắm, chị có thể gửi đến nếu mà giả. Nói về hát mà để cho nó có cặp có đôi đó. Dạ. Là về cái lương đó là chị với anh Diệp Lan lạng rơ lắm. Bởi vì nó như trên sân cỏ vậy đó. Khi mà anh phát ra tín hiệu là bên đây chị chụp liền. Mà chị vừa đưa banh một cái là chụp liền. Chụp liền. Mà có khi chị vừa ấy là anh chụp liền. Vậy còn thì em nhớ là chị đóng chung trong tuồng Tô Ánh Nguyệt với anh Diệp Lan đó. Mình mới vừa há họng công chỉ vừa họng bà sao bếp á. Trời ơi, tao nó tức tào mới họng xích trong bụng ông ở ngoài nó quýnh ông liền nó thiệt cho ông mà ráng gần xuống mà xuống cái. Nhưng mà khi mà hát xong rồi khán giả khen quá. Vậy hả? Còn những cái kỷ niệm vui buồn ở trên sân khấu, có những kỷ niệm nào làm cho chị nhớ, ghi nhớ về bạn bè, đồng nghiệp hoặc là một cái gì đó? Không, hồi xưa đi hát thì phải nói là vui lắm em. Dạ. Vui lắm lận. Tại vì nó đủ chuyện ở trên, mà nó túng lại có 6 tháng mà. Đi ra trong là nguyên rồi đó, mà có đám rồi. Nguyên này là nó đủ chuyện hết trơn. Mà chị đó, nếu mà nói làm mẹ đó là chị đã làm mẹ tới 4 thế hệ rồi. Là mẹ của bốn mẹ của ông nè, là thế hệ mẹ Hoàng Giang là thế hệ rồi.
đúng không? Dạ. Rồi tới mẹ thấy thứ sau nữa là mẹ Minh Phụng Minh Dương. Minh Phụng Minh Dương đồ bà Hùng Cường đồ này bà Tiết là con tôi hết. À. Rồi cái đợt thứ ba đó là Thanh Ngân đồ Dũng Linh đồ là con tôi luôn. Dũng Linh, Dũng Linh. Rồi rồi cái tới đợt sau này nữa là tới là mấy em nhỏ nhỏ kịch nhỏ giờ là có khi nó kêu tôi bà ngoại không à. Đúng rồi, chỉ là thuộc lại qua thượng thượng hoàng thái hậu gì đi. Thượng thượng hoàng thái hậu. Nhiều khi vô cái nó ngoại ngoại trời mà kêu tôi quá sao tôi có chồng mấy người kêu má được rồi kêu bà ngoại lắm. Tại đóng vai bà ngoại. À. Ngoại lắm. Ừ, thành ra chị là cuộc đời nhưng của chị. Nhưng mà chị có nghĩ rằng một ngày nào mình sẽ đóng một cái dĩ nhiên không phải trẻ. Tại vì chị nói rằng bây giờ thì các em hay kêu chị là bà ngoại. Nhưng mà chị cứ nghĩ rằng chị sẽ đóng một cái vai trở lại một cái vai trẻ của thời xuân sắc của chị, cái thời mà của Hân Liêu. Không được em. Không được. Cái đó mình phải nghe mình. Nếu mình không, em lấy thí dụ bây giờ nếu một người nào đó người ta tổ chức để mời chị diễn lại một cái màn đó của Hân Liêu thì chị có dám làm không? Thì đó vừa rồi chị làm cái live show của chị đó là hôm 2007 đó chị làm Hân Ly đó. À vậy Hân Ly thì cũng còn được đi chứ giờ già rồi, già dữ lắm rồi. Già mà già dữ lắm rồi. Thành thử ra là thôi thì mình cứ nói đúng là nó kêu bà ngoại là tại vì cái giai tuồng cái kêu bà ngoại rồi đó là nó khoái với nhà ngoại nó cứ kêu thành tên luôn vậy. Đó. Còn em thì em nhớ hình như hồi xưa em nghe nói là lúc hát ở bên Dạ Lý Hương đó là chị với lại mấy anh chị em trong đoàn cũng có thí dụ như là hát như hồi nãy hôm cái kỳ trước chị đã kể là cái chuyện Dubai ở trên sân khấu rồi giật dây này cái nọ đó. Thì đó. Đó. Nếu rồi mà nói bay đó thì sau đó là mới bỏ luôn cái bay. Dạ. Rồi qua tới đánh trưởng. Dạ đúng rồi. Rồi tới qua đánh trưởng cái có tuồng gì anh hùng xa điêu á. Yeah. À đúng. Cái rồi. Anh có một niệm từ gì đó con. Dạ chị đóng vai một niệm từ. Không phải con Kim một Ngọc. Một niệm từ Kim Ngọc. Nó bay lên một cái sao mà quần nó tuột xuống. Tại vì nó hót lên á. Tại vì nó dậm cẳng vậy rồi kéo nó lên thẳng lên như là nhảy lên bức tường vậy đó. Ra cái quần rộng quá. Cái quần rộng quá tuột quá là. Trời ơi, ta tụng hơn ta bỏ xuống. Mà có khán giả đầy trơn á. Khán giả cười quá trời quá đất luôn, khán giả cười tại vì cái đó là kéo màn là sự cố mà. Trời ơi, lộn mistake mà sao đang nghỉ. Mà đang nghỉ nghiệp đó. Còn ông anh Thanh Sang nó có một cái mà nghĩ tôi cười mà ra mỗi lần thấy ông tôi tưng cỡ. Kim Mao Sư Dương Tạ Tốn hả? Không phải, ông đóng vai trong cái gì đó tuần nãy mới nói đó. Tôi tin ca ông đánh vợ anh trưởng không chịu đánh trưởng không anh hùng xa điêu hả anh hùng xa điêu đó được cái hồi đó có vũ máng vô đây nè lòn sợi dây vô rồi cái có một cái ống đây nè cái ông, để ở trong đây một cái bình vậy nè xong rồi mới đánh trưởng kia là quánh đầu tiên hết Giả Lý Hương là quánh trưởng bằng điện còn sau này chế ra nữa là mấy này xị không biết nó làm sao mới nó cháy không á mà hát võ thì ba bó này lợi rồi đâu có làm sao mở được ôi chết mà trời ơi ông là ôi cái qua ngày mai nó ra cũng dùng điện có hai mối điện âm với dương đạp trên sân khấu đó rồi lòn vô này nè rồi mình lúc đứng ngay cái chỗ cái mối đó hả nó đốt lên cái bình hơi trong dậm cẳng vậy nè thì ở trong này cái bắt cái là trong bình hơi xong nó xịt trong này ra thì tay này mới bấm này vô nè ở trong buồng thì nó gài điện sẵn rồi mình chỉ đạp chân lên thôi là cái công tắc nó vô thì bắt đầu nó cháy trong cái bình này thì nó cháy còn, ở trong còn nói vụ vô kỵ này nhớ anh Tấn Tài. Anh hát dù tới giờ anh hát khi nào nó về trễ không à chứ thí dụ 8 giờ là phải 8 giờ 5 mới mở màn được với ảnh cái lính quýnh người ta thí dụ người ta hát nghệ sĩ ta hát ta phải coi cái miếng thiết ở đâu tặng lát mình ra cái mình bước lại đó là mình đạp chân lên liền hai miếng thiết một miếng âm miếng dương còn ổng không có ổng ra đã rồi cái tới chữ nói nào hãy đỡ chân lực của ta trong đi kiếm thì chính ở trong nó đâu có biết nó chỉ nghe chưởng lực của ta là làm cái bắt cái thì nổ rồi nổ mà ổng nó đi nổ kiếm. Mà ổng đâu có đạp ổng đạp không trúng đạp không trúng ra nó không có ra trúng cái ra thì nó không có ra nó ổng cũng hết hồn nó nhảy ta ổng nhảy mà ổng nhảy ra trong nó không ta không gì? Giết ngươi bằng chưởng lực ta sẽ bóp cổ người bóp cổ người đó à tính là sẽ bóp cổ người sao cái gì mà ta nói cười muốn chết được vậy đó ra võ mặt ông là mắc cười à vui quá chị mấy công nhận hồi xưa mình đi hát cái gánh hát mình vui quá ha có nhiều chuyện kể lại làm sao mà hết được á chị biết bao nhiêu mà nói chị bây giờ bởi vậy nhưng còn cái cuộc đời cuối của chị đó chị chỉ ao ước một điều thôi làm sao mà chị hát cho tới ngày nào mà chị gục như con Kim Ngọc vậy đó và chừng nào mà khán giả thấy rằng thôi Hồng Nga già quá rồi thôi đi nghỉ đi là tôi tự động tôi đi chứ nhưng mà tôi giờ tôi hát mà tôi muốn hát để tôi có tiền để tôi đi làm từ thiện
Tại vì cuối cuộc đời rồi, bây giờ tiền cũng không đem theo được. Dạ. Mà quần áo gì đó của mình cũng có đủ tất hết rồi. Tất cả đều có hết. Hết rồi. Em có nghe nói là hình như là cũng sắp tới là chị cũng hát cho những cái ngôi chùa ở tại nước Mỹ. Dạ. Như là chùa Pháp Luân. Chùa Pháp Luân Texas. Như, dạ, Texas. Houston. Houston. Dạ, của thầy Hội Giác đó, đã mất rồi đó. Thì hình như là ngày... ngày 8 tháng 9. Ngày 8 tháng 9. Yeah. Với lại hình như là chị còn có một cái show nào ở San Diego. Em nghe nói là trong cái chương trình đó tự nhiên có mình lọt vô, mình chỉ là hát cải lương thôi. Mà không biết là chị sẽ hát cái tiết mục gì đặc biệt đó của Matthew Trần đó. Bây giờ chắc chắn là chị đã đối một lần mà chị bước ra sân khấu, chị đều cũng muốn có cái mới hết. Và khán giả đến với mình thì người ta coi hôm nay mình về, ngày mai cũng lợi. Cũng có bài cứ bài đó hoài thì làm sao, cứ là lan sơ sát sầu quái đã rủ gánh cái mai lỡ, cứ lan sơ sát sầu quái đã sơ sát 6 tháng sau vậy cũng sơ sát hoài. Sơ sát mà nó không rã cách, nó không rã được. Thành ra với chị lúc nào cũng là nghiên cứu rồi phải hát làm sao để cho khán giả thương mình. Dạ, em với Chí Tâm cũng rất cảm ơn chị hôm nay đến với chương trình của chúng em. Mà thật sự thì tụi em vẫn còn khao khát về chị có những cái bài hát như là Trong Tôi Ánh Nguyệt thế này cái nọ. Nhưng mà rất tiếc là chương trình Tiếng Tây Đồng của tụi em cũng hết giờ. Rồi chắc chị cũng phải đành chia tay chứ biết sao. Em nghĩ là chắc chị phải trở lại nữa quá chị ơi. Dạ. Chương trình Tiếng Tây Đồng đến đây xin được tạm ngưng. Ước mong những giây phút vừa qua cũng đem đến cho quý khán thính giả ít nhiều lý thú thưởng ngoạn giải khuây. Vâng, thư từ bài vở ông đi ý kiến đóng góp thì xin email về cho Tiếng Tờ Đồng @sptn.tv, Tiếng Tờ Đồng a@sptn.tv. Những bài vở này biên soạn cũng được post lên trên website của ca sĩ Chí Tâm.com. Xin trân trọng ghi ơn các bậc tiền nhân đã trao lại những tuồng xưa tích cũ để chúng ta cùng tự hào chung cho nghệ thuật quốc hùng quốc túy vẫn còn tồn tại trong lòng người dân Việt. Vâng, xin mời chị Hồng Nga gửi lời chào đến quý vị khán thính giả. Dạ, Hồng Nga xin... chân thành cảm tạ tất cả quý vị đã ngồi để coi Hồng Nga ca được vài câu vọng cổ. Đó là hạnh phúc lắm đối với Hồng Nga rồi. Mong rằng Hồng Nga có dịp nào sẽ lên đây nữa và sẽ ca nữa. Quý vị cũng nhớ đón nghe và đón coi Hồng Nga nha. Giờ Hồng Nga xin gửi lời chào tạm biệt khán giả yêu thương của tôi. Dạ vâng, Chí Tâm và Ngọc Đăng Thanh cũng xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình Tiếng Tơ Đồng kỳ sau.